Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel Rock Water và mình là Barber đây. Vừa đăng nhập vào game thì mình vừa nhận được một cái phần quà các bạn, đó là một cái khung avatar khá là đẹp các bạn. Bạn nào mà chưa có cái khung avatar này thì các bạn nhớ đăng nhập vào bản PC để nhận nha, với phiên bản quốc tế nha các bạn. Màu tím mộng, tím mờ khá là xinh các bạn. Thì như thông tin rò rỉ trên mạng cũng như là trong các group thì các bạn cũng biết là game nó sắp sửa ra hai vị tướng mới. Thì vừa rồi là nó ra con tướng cung là con Boudica, thì lần này nó sẽ ra là một con tướng kỵ nha các bạn. Đây là con Zon B, một con tướng mà Lilith đã nâng cấp từ con Zon, một con tướng farm của cái nền văn minh Pháp. Khi các bạn chọn nền văn minh Pháp các bạn sẽ được con tướng farm này. Còn đây là con tướng nâng cấp của con tướng farm này lên. Thì mình cũng khá là thắc mắc tại sao mà Lilith lại chọn con Zon để nâng cấp. Thì như các bạn cũng biết, con Zon tướng tím này, tướng sư thi này, thì nó là một con tướng farm và nó đóng vai trò giống như là tướng phụ và tướng đi hỗ trợ là nhiều. Nhưng mà Lilith lại chọn cái con tướng này để nâng cấp cho cái đợt lần này. Và lần này nâng cấp này nó sẽ là nâng cấp cho vòng tướng kỵ nha các bạn. Thì cái nguồn tin cũng khá là tin cậy, thì sắp sửa nó sẽ ra con tướng Zon B này và một con tướng nữa, đó là con Zan. Hiện tại giữa hai con tướng này thì mình chỉ nắm được thông tin của con Zon B thôi các bạn. Còn con Zan này thì con Zan này theo như một cái luồng hội ý trên các cộng đồng group, mọi người đều nói nó là một con tướng mid chop các bạn. Thì mình không biết thật hư như thế nào, thì mình chỉ biết ngồi trông chờ và hóng thôi các bạn ơi. Và các bạn muốn biết thông tin về con Zan này thì các bạn nhớ subscribe, đăng ký kênh cũng như là bật cái chuông thông báo lên. Khi mà có cái thông tin mới nhất về con tướng Zan này thì mình chắc chắn mình sẽ làm clip up lên cho các bạn xem. Nên các bạn nhớ là đăng ký kênh cũng như là bật cái chuông thông báo lên để nhận thông báo khi cái video ra nha các bạn. Hiện tại thì Lilith Game chọn con Zon này để nâng cấp cho cái đợt tướng lần này. Và con Zon này sẽ là một con tướng kỵ nha các bạn. Nên là các bạn kỵ binh lại một lần nữa phải tốn máu rồi các bạn ơi. Thì để bắt đầu vào video thì mình cũng nói luôn, mình không phải là người chơi chuyên kỵ nha các bạn. Mình đứng theo cái phương diện công lập và mình sẽ review về cái bộ kỹ năng của con tướng này cho các bạn cùng xem. Là những bạn mà đam mê cũng như là yêu thích kỵ binh thì các bạn nắm thêm thông tin cũng như là hóng hớt về cái con tướng mà sắp sửa ra mắt nha các bạn. Thì như những con tướng khác thì con Zon này nó cũng sở hữu cho mình 4 kỹ năng nha các bạn. Và một cái kỹ năng cuối là kỹ năng chuyên môn. Thì mình sẽ không nói về tên của các cái kỹ năng này nha các bạn. Tại vì khi game nó cập nhật cũng như nó update về Việt Nam, cái tên nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Nên là mình sẽ tạm gọi là kỹ năng 1, 2, 3, 4 nha. Đếm từ trái qua phải nha các bạn. Thì ở đây các bạn cũng thấy thì nó đang ở một cái dạng là tiếng Anh. Đây cũng là một cái bài viết vào trong một cái group của một cái người nước ngoài người ta chia sẻ. Nên là mình lấy về thì nguyên bản của nó là tiếng Anh. Bạn nào mà biết tiếng Anh hay giỏi tiếng Anh thì các bạn nhìn thì các bạn cũng hiểu được cái nội dung ở trong cái này rồi. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có một số bạn chưa có tiếp cận được. Thì các bạn cùng đi tìm hiểu với mình nha. Mình thì không giỏi tiếng Anh nhưng mà mình cũng nhờ Google dịch cộng với cái chuyên môn của game nên mình cũng hiểu được nội dung trong này nó nói cái gì. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn và các bạn cùng đi tìm hiểu với mình nha. Thì cái kỹ năng số 1 này nó nói là gây sát thương kỹ năng cho tối đa 3 mục tiêu trong phạm vi hình quạt nha các bạn. Hệ số sát thương là 2000. Khi các bạn match cái kỹ năng này nó sẽ tối đa là 2000. Sát thương mà mục tiêu phải nhận được giảm 15% cho mỗi mục tiêu. Thì cái kỹ năng này nó cũng tựa giống như cái kỹ năng của con Di á các bạn. Con tướng này nó ra skill, cái mục tiêu đầu tiên nó bị dính là 2000, cái mục tiêu thứ hai thì nó sẽ bị trừ đi 15%, và cái mục tiêu thứ ba thì nó sẽ bị trừ lên là 30% nha các bạn. Tại vì nó nói là sát thương mà quân mục tiêu phải nhận giảm 15% cho mỗi mục tiêu, nên là mình phải giảm như vậy chứ không phải là giảm 15% cho 3 mục tiêu nha các bạn. Quân của chỉ huy và hai quân xung quanh có thể gây thêm 5% sát thương trong vòng 3 giây và nhận thêm 20 nộ mỗi giây. Thì cái kỹ năng này nó giống như cái kỹ năng của con Alex khi nó bút khiên các bạn. Khi cái con Zon này mà nó sử dụng cái kỹ năng này á, thì ngoài nó gây sát thương thì đồng thời nó cộng thêm 5% sát thương cho quân đồng minh nha các bạn. Thì mình không biết là hai cái đạo quân mà được nhận 5% sát thương này thì nó sẽ nhận theo cái cơ chế nào. Chắc là hên xui nữa rồi các bạn ơi. Tóm tắt cái nội dung của cái kỹ năng này, nó là gây sát thương cho 3 mục tiêu trong phạm vi hình quạt. Hệ số sát thương là 2000. Cứ trúng một mục tiêu thì giảm đi 15%. Đồng thời nó sẽ bút cho hai cái quân đồng minh lân cận là 5% sát thương và tăng 20 nộ mỗi giây nha các bạn. Mỗi giây ở đây có nghĩa là khi cái kỹ năng này nó ra, nó boost sát thương cho quân đồng minh trong vòng 3 giây. Thì trong vòng 3 giây nó sẽ nhận được 20 nộ mỗi giây. 3 giây có nghĩa là 60 nộ nha các bạn. Theo mình hiểu là như vậy. Thì cái kỹ năng thứ hai này nói là kỵ binh do chỉ huy này dẫn đầu tăng 20% tấn công và 20% tốc độ hành quân.
bên ngoài lãnh thổ liên minh, tốc độ kỵ binh do cái con này lãnh đạo nó tăng thêm 10% nữa, và các lần bỏ đi tăng thêm 8% sát thương đòn đánh thường. À, có nghĩa là mình nghĩ là khi cái con John này nó vào giao tranh và nó rời khỏi giao tranh thì cái sát thương đam trắng các bạn nó tăng lên là 8%. Thì mình không hiểu về phần này nó nói cho lắm, khi mình đang giao tranh mà mình kéo cái đạo quân mình quay đầu, có nghĩa là mình không có kéo cái đạo quân mình đánh vào mục tiêu nữa, thì cái sát thương thường của mình tăng lên 8%, hay là mình phải rời khỏi cái giao tranh đó. Đó là nghĩa là khi mình tháo chạy thì đối phương đánh vào cái đạo của mình thì sát thương đánh thường của mình nó tăng lên 8%. Thì mình không hiểu cái chỗ này cho lắm. Cái này thì mình phải đợi cho khi mà game nó phát hành con tướng này ra và mình trải nghiệm con tướng này thì mình mới hiểu được cái kỹ năng của nó thôi. Còn bây giờ đây cũng chỉ là những cái thông tin rò rỉ thôi các bạn. Ok, thì mình cùng đi qua cái kỹ năng thứ ba các bạn ơi. Thì nội dung của cái kỹ năng này nó nói là khi mà con tướng này lãnh đạo kỵ binh thì sát thương của kỵ binh tăng lên 5%. Khi sử dụng kỹ năng do chỉ huy này nhận được một phép bổ trợ giúp tăng 30% sát thương đòn đánh thường trong vòng 1 giây. Hiệu ứng này có thể kích hoạt trong 5 giây một lần. 30% sát thương đòn đánh thường là cái đam trắng đó các bạn. Tăng lên 30%. Mà trong vòng 1 giây, cứ 5 giây thì nó sẽ ra một lần. Kỹ năng thứ ba này cũng khá là lợi hại nha các bạn. Thì nó lợi hại như thế nào thì chắc chắn các bạn chơi kỵ binh sẽ là người rõ nhất thôi. Khi mà cái con này mà cho đi rally các bạn, kẹp với con Nepki, con này phụ con Nepki chính, thì nó rally chắc nó cắt máu nhanh thôi rồi luôn các bạn. 30% trong vòng 1 giây, cứ 5 giây là sẽ ra được một tên. Cứ 5 giây ra một lần, 5 giây ra một lần. Con này khi mà ra thì chắc kẹp với Nepki thôi, bá đạo thôi rồi luôn á các bạn ơi. Quá khủng khiếp luôn, sợ thật sự luôn á. Thì mình cũng đi vào cái kỹ năng thứ tư nha các bạn. Thì nội dung của cái kỹ năng thứ tư này nó nói là kỵ binh mà do cái con tướng này lãnh đạo thì có thêm 10% máu cơ bản trên bản đồ. Và khi chỉ huy cấp 2 của đội quân của họ sử dụng một kỹ năng chủ động, họ có 100% cơ hội dựng lên biểu ngữ. Bên neo biểu ngữ. Dựng lên một biểu ngữ ha. Hiệu ứng này có thể kích hoạt 10 giây một lần. Theo như mình hiểu là khi mà cái con tướng phụ á, nó sử dụng cái kỹ năng chủ động của nó, thì cái con này nó sẽ dựng lên một cái khiên các bạn. Và cái khiên này nó có tác dụng như thế nào thì mình không biết. Thì theo như mình hiểu nôm na đó là khi cái con tướng phụ của các bạn mà nó ra cái chiêu chủ động, có nghĩa là cái skill 1 á, thì con zone này nó sẽ dựng lên một cái khiên, tỷ lệ là 100%. Có nghĩa là cứ con tướng phụ nó bắn kỹ năng thì con zone này nó sẽ dựng lên một cái khiên, cứ mỗi 10 giây một lần. Má sao bá đạo dữ trời. Xác suất mà còn để là 100%. 100% xác suất gì nữa. Thì cái kỹ năng chuyên môn này nói là khi mà cái đạo mà mình target vào á, nó còn hơn 70% máu thì sát thương tăng lên 30% các bạn. Vừa rồi mình và các bạn cũng đi tìm hiểu về cái bộ kỹ năng của con tướng John B, một con tướng nâng cấp của Lilith, nâng cấp từ con John xứ Araka lên. Con John này nó là một con tướng chuyên kỵ nha các bạn. Theo như cái tìm hiểu của mình và các bạn nãy giờ thì tổng quát qua cái bộ kỹ năng của con John này thì đâu đó mình cũng nghĩ nó sẽ là một con tướng sẽ chuyên đi phụ. Nhưng nếu mà nó đi chính thì mình nghĩ con tướng đi phụ cho nó phù hợp nhất chắc có lẽ là con William thôi các bạn. Theo cá nhân của mình thì các bạn nên chọn con này nâng và cho nó đi tướng phụ cũng khá là ok. Thì các bạn sẽ nâng nó là 5551. Nếu mà các bạn cho con này đi phụ thì cái skill cuối của nó mình thấy nó cũng không có quan trọng các bạn. Cái skill cuối của con zone này nó là khi con tướng phụ nó tung ra kỹ năng thì con này mới dựng lên cái khiên. Đổi lại nếu các bạn mát con này mà cho đi phụ thì kỹ năng này nó sẽ không có tác dụng nha các bạn. Còn nếu các bạn lên thì ban đầu mình nghĩ các bạn lên 5551 sẽ tiết kiệm một số lượng trọc khá là lớn, và các bạn sẽ cho con zone này đi phụ với những con tướng kỵ mà các bạn đã đầu tư ban đầu thì nó cũng khá là tiết kiệm và hiệu quả. Thì vừa rồi mình và các bạn cũng đi tìm hiểu và thẩm định sơ qua về cái bộ kỹ năng của con tướng mới, một con tướng kỵ binh hot on hot sắp ra mắt. Tất cả các thông tin trên đây của mình chia sẻ đến các bạn thì nó cũng mang một cái khái niệm trừu tượng là tương đối thôi các bạn. Còn chính xác như thế nào thì khi game nó cập nhật và nó ra mắt thì mình sẽ biết chính xác về cái con zone này, cũng như là cái cơ chế về cái bộ kỹ năng của nó như thế nào thì mình cùng trông chờ nha các bạn. Nhưng mà theo mình nghĩ thì cái này nó cũng
chính xác khoảng 90% rồi các bạn. Chỉ là khi về Việt Nam thì nó sẽ tút lại về nội dung cũng như là cái tên thôi. Còn về cái kỹ năng này nọ cũng như là cái cơ chế trong này thì mình nghĩ nó sẽ chính xác khoảng 90% nha các bạn. Nếu các bạn thấy chia sẻ hay thì cho video một like. Cũng như là nếu các bạn không hớp về một con tướng mới nữa, đó là con Zan, thì các bạn có thể subscribe đăng ký kênh để theo dõi cái video tiếp theo. Nếu có thông tin nào mới thì mình sẽ làm video update. Khi bạn đăng ký và bật cái chuông thông báo lên thì khi mình ra video thì các bạn sẽ nhận thông báo sớm nhất và bạn sẽ biết nội dung nó mới nhất. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi video và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye.